Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người dân thị xã Nghi Sơn. Cảnh báo nguy cơ bệnh loạn thần do lạm dụng rượu bia. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi các thông tin đáng chú ý. Hai thiếu niên sinh năm 2010 và 2009 ở tỉnh Lâm Đồng bị tổn thương mắt nặng, rách ruột, gan, khí quản do tự học cách chế tạo pháo bằng máy xay sinh tố. Chiều ngày 8 tháng 1, hai học sinh đã cùng nhau chế tạo pháo tại nhà. Các em đã sử dụng máy xay sinh tố bằng thủy tinh để trộn thuốc. Ngay khi vừa bật máy xay, hỗn hợp thuốc phát nổ, khiến các mảnh vỡ thủy tinh máy xay ghim sâu vào người hai em. Nghe tiếng nổ lớn, người nhà chạy vào đưa hai bệnh nhân nhi đi cấp cứu tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng. Tại đây, hai bệnh nhi mê man, nhiều vết thương phức tạp ở ngực, thấu bụng, thấu khí quản, thủng ruột, rách gan. Do tình trạng của hai bệnh nhân tiên lượng nặng nên bệnh viện đã tiến hành đặt nội khí quản và cho chuyển cấp cứu xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện cả hai bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, có thể trả lời được. Tuy nhiên, hai trẻ tiên lượng nặng, có khả năng thời gian tiếp theo các bệnh nhi sẽ phải thực hiện thêm một số cuộc phẫu thuật khác để lấy hết các mảnh vỡ còn lại. Lần đầu tiên tại Việt Nam, trẻ đến độ tuổi đi học sẽ được giả soát tiền sử tiêm chủng. Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi sẽ được tiêm bù liều, giúp thu hẹp khoảng trống miễn dịch kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh. Năm 2024, chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ mở rộng phạm vi triển khai thực hiện kế hoạch này. Đây là hoạt động trong kế hoạch kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học do Liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam giả soát tiêm chủng, tiêm bù liều cho nhóm trẻ này trên toàn quốc. Dự kiến đến hết năm 2024, chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ mở rộng phạm vi triển khai thực hiện giả soát tiền sử tiêm chủng, tiêm bù mũi cho trẻ học mầm non, tiểu học tại trường học sang 30% số tỉnh thành. Từ năm 2025 sẽ triển khai trên toàn quốc. Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, việc triển khai tiêm tại các trường học nhằm tiêm vét bù cho các học sinh bị hoãn hoặc bỏ lỡ các mũi tiêm chủng đầu đời. Điều này giúp thu hẹp khoảng trống miễn dịch, chủ động phòng chống dịch, tiết kiệm nguồn nhân lực so với triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung đồng loạt. Mới đây, Đoàn Công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình tặng 50 sổ bảo hiểm xã hội và 400 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động nhằm lan tỏa chính sách an sinh của nhà nước, huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn bao gồm đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện mới thoát nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác. Đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn với bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau, có cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Tất cả công chức, viên chức, cán bộ của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thấm nhuần được cái tinh thần nhân văn của cái chương trình này và tham gia rất tích cực. Và đồng thời trong thời gian tới chúng tôi cũng mong rằng là sẽ được nhiều quý doanh nghiệp cũng như là các đơn vị, các tổ chức cá nhân sẽ đồng hành với ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam để lan tỏa cái chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước để góp phần là giúp người dân có sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe và các chế độ an sinh của nhà nước. Năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tặng 5.000 sổ bảo hiểm xã hội và hơn 25.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước. Trong năm 2024, chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được kết nối, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, trực tiếp gây nên tình trạng đói nghèo, đặc biệt ở vùng nông thôn và dân tộc thiểu số. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, trong số 548.000 ca tử vong mỗi năm ở nước ta, thì nguyên nhân liên quan đến rượu bia chiếm tới 7%,
tương đương 40.000 ca. Lạm dụng rượu, bia gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, trong đó bệnh loạn thần do rượu đang có chiều hướng gia tăng. Bệnh nhân Lang Hữu Sơn, huyện Quảng Xương nhập viện điều trị tại khoa Nam 2, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa trong tình trạng sảng rượu, run tay chân, rối loạn chức năng gan, tăng huyết áp, thiếu máu, giảm tiểu cầu. Bệnh nhân đã có một thời gian sử dụng rượu bia. Trước khi nhập viện, mỗi ngày bệnh nhân sử dụng từ 500 đến 1.000 ml rượu. Việc sử dụng rượu bia với số lượng lớn hàng ngày dẫn đến sức khỏe của bệnh nhân ngày càng giảm sút. Thấy cháu là có tình trạng là đua đòi với bạn bè, uống rượu bia, cho nên không có, tôi gia đình tôi nhận xét là không có lợi ích gì cả. Cho nên là sinh ra cái tình trạng bị rối loạn não. Tôi không hay mà sinh ra mất đoàn kết trong gia đình. Theo số liệu của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, năm 2023, bệnh viện khám cho 874 bệnh nhân và điều trị cho hơn 700 bệnh nhân bị loạn thần do rượu. Nhiều trường hợp nghiện rượu gây ra ảo giác với các biểu hiện như chửi rủa, cảm giác lo âu, ảo giác, chi phối hoạt động của bệnh nhân. Một số trường hợp loạn thần do rượu có hành vi gây tổn hại đến bản thân và cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về thực trạng và những tác hại đến sức khỏe do lạm dụng rượu bia quá mức, phóng viên Bản tin Sức khỏe đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Xuân, trưởng khoa Nam 2, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết việc lạm dụng rượu bia sẽ có những cái tác hại như thế nào đến sức khỏe, đặc biệt là đến thần kinh của người sử dụng. Rượu là một cái chất tác động tâm thần. Thế nên là cái việc lạm dụng rượu và bia thì là nó sẽ là ảnh hưởng tới sức khỏe chính bản thân người bệnh và ảnh hưởng cho những người xung quanh. Thứ nhất là gây cái tổn thương cái hệ thần kinh ngoại vi, thì ở đây bệnh nhân hay gặp là viêm da dễ dây thần kinh. Còn tổn thương thần kinh trung ương thì bệnh nhân có thể là gây là teo não hay là rối loạn chức năng não, thậm chí là bệnh nhân là suy giảm nhận thức hay là suy giảm trí nhớ. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng đã thấy là cái liên quan bệnh nhân mà sử dụng rượu lâu năm liên quan cái rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu rất là nhiều. Thì ở đây gặp rất là nhiều bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân có cái vấn đề là về sảng rượu hay là các cái rối loạn tâm thần khác, ví dụ như là bệnh nhân trầm cảm hay là rối loạn lo âu hoặc là có hoang tưởng ảo giác kèm theo. Vậy bác sĩ có thể cho biết những lưu ý trong việc điều trị đối với bệnh nhân bị loạn thần do rượu và những cái khó khăn trong cái việc điều trị bệnh này? Mình phải điều trị toàn diện. Trước mắt là mình đánh giá, nhận định cái tình trạng bệnh nhân ở mức độ bệnh nhân bị bệnh như thế nào. Mà quan tâm nhất ở đây là bệnh nhân có sảng rượu. Mà sảng rượu là một bệnh là loạn thần là cấp tính, mà là tối khẩn cấp, nếu mình không điều trị mà kịp thời á thì sẽ là gây nguy cơ tử vong rất là cao. Cái bệnh nhân tâm thần á, điều trị một đơn giản một bệnh nó khác, nhưng bây giờ là ở những bệnh nhân rượu, những bệnh nhân lại có thể những cái bệnh lý về tiêu hóa này, hô hấp này, tim mạch này hay là huyết áp, thậm chí các bệnh nhân là nó bị là tổn thương não thực thể kèm theo, cũng như là có những bệnh nhân lại kèm theo là sử dụng các cái chất gây nghiện, ví dụ như là ma túy. Thì điều trị nó là mình hết sức phải cẩn thận và cân nhắc và cũng phải đánh giá cái dấu sinh tồn kèm theo. Ba nữa là cái ngoài cái việc đó ra thì cái chế độ mà dinh dưỡng của bệnh nhân rất là quan trọng. Bác sĩ có những cái khuyến cáo như thế nào đối với người dân khi mà sử dụng rượu bia trong cái dịp Tết Nguyên đán đang đến gần? Chúng ta đã biết đúng không ạ, không có mức độ nào an toàn đối với khi bệnh nhân sử dụng rượu bia. Nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán. Thực ra là Tết Nguyên đán thì là những cái mà sử dụng rượu bia thì cũng cái đấy là cũng là cần thiết, nhưng mà để đảm bảo cái mà sức khỏe cho bản thân và chính gia đình, khi mình đã sử dụng rượu bia thì phải sử dụng là cái mà rượu bia nó có phải có nguồn gốc xuất xứ hay là phải đảm bảo về mặt chất lượng. Hai nữa là mà khi mà sử dụng rượu bia thì mình phải nhìn thấy được là cái mà cái tính chất mà an toàn khi mà sử dụng trong một liều duy nhất, mà làm sao mà hạn chế được cái mức tối đa là cái số lượng lớn khi mà mình uống một lần. Và hai, ba nữa là khi mà đã sử dụng rượu bia thì mình nên tránh mình ra ngoài, có nghĩa là những cái nơi không an toàn gì nguy hiểm, có thể gây là té ngã hay là gây chấn thương này, thậm chí là có những cái hành vi bạo lực. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi. Bản tin sức khỏe xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.